Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Trung Bộ sẽ còn mưa lớn hết ngày mai, lũ trên các sông sẽ còn lên. Ở Tây Nguyên thì tiếp tục có mưa về chiều tối. Đợt mưa lớn ở Bắc Trung Bộ sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay và sáng mai, trong đó Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trời còn mưa thì lũ trên một số sông sẽ còn lên. Dự kiến đỉnh lũ ở thượng lưu các sông tại Thanh Hóa và sông Hiếu Nghệ An ở mức báo động 1 và lên trên báo động 1. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét sạt lở đất ở vùng núi. Do có mưa nên các chương trình biểu diễn cho đêm rằm tại Thanh Hóa sẽ gặp nhiều trở ngại. Cục bộ có điểm mưa to gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Từ Chủ nhật trở đi thì mưa sẽ lùi dần về chiều tối. Đến thứ năm, thứ sáu tuần sau thì mưa không còn, nắng ráo cả ngày, trời nóng dần lên mức 34 độ. Vui chơi đón Trung thu ở thủ đô Hà Nội dịp cuối tuần này thì du khách cũng cần chú ý đến khoảng thời gian về trưa và chiều tối vì đây là lúc mà trời dễ có mưa và mưa sẽ còn xuất hiện vào thứ hai, thứ ba của tuần sau. Từ thứ tư trở đi thì mưa hết, nắng lên nhiều hơn, nhiệt độ vì thế tăng lên, cao nhất ngày ở mức 34 độ. Ít mưa nắng nhiều sẽ là xu hướng thời tiết ở Phú Yên trong cả 7 ngày tới. Thứ Bảy và Chủ nhật tuần này sẽ là hai ngày thời tiết đẹp nhất, ủng hộ cho các hoạt động vui chơi. Ban ngày trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ. Từ thứ Hai tuần sau trở đi thì sẽ có mưa về chiều tối, trong ngày trời nắng. Buổi trưa ngày thứ Năm, thứ Sáu thì còn có thể lên cao với mức nhiệt 34 độ. Với vẻ đẹp độc đáo có 102, Gành Đá Đĩa là điểm đến không thể bỏ lỡ của mọi du khách khi đến với xứ sở hoa vàng cỏ xanh. Đêm Trung thu ở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra trong không khí mát mẻ, khô ráo, thuận lợi cho quý vị dạo phố ngắm đủ loại đèn lồng nhiều sắc màu, hình dáng đẹp mắt. Nhiệt độ về tối và đêm sẽ không quá 26 độ, còn trong ngày trời nắng ráo, chiều tối khả năng có mưa nhưng cũng dứt nhanh. Sang tuần sau thì thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì là ngày nắng, chiều tối có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày không quá 33 độ. Khu vực Tây Nguyên ngày mai cũng có mưa nhưng mà mưa tập trung chủ yếu về chiều tối, mưa rải rác, ít điểm mưa lượng khá, tuy vậy thì vẫn cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Ngày Tết Trung thu ở Buôn Ma Thuột cũng chỉ có chút mưa về chiều tối, tối và đêm trời lại tạnh ráo, do địa hình cao nên cảm giác se lạnh với mức nhiệt 22 độ. Đến Chủ nhật thì trời không mưa, nắng ráo cả ngày. Tuy nhiên sang tuần sau thì mưa sẽ quay trở lại, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Ban ngày lúc nắng, lúc nhiều mây, dịu mát với mức nhiệt cao nhất từ 26 đến 29 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.